Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Hello. Ông đang ở đâu vậy? Ông làm ơn ông gì ở đây gấp giùm tôi đi. Trời, tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy công đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông gì à. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói con đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc có nãy chú xanh chưa cúng, tôi đem qua dặn cho bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ? Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gìn gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gìn gia đình bà làm gì tôi biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rồi tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cả bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Khổ tâm. Ây cha. Về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Không, tôi nói cho chị nghe. Bây giờ mình sẵn ở đây á, chị là bà chính rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi. Tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao, cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó, tôi nói thiệt với chị. Bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ nó lên lại, dỗ lên. Hả? Trời đất ơi. Chị mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây nè. Ừ. Cái vòng mà đi luôn như vậy mà sinh hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà ổng dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị thì phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng cái mà lựa, cá tươi ổng quất cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à. Không có đâu. Đàn ông bây giờ. Vợ chồng tôi là thề non hẹn biển. Chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á, là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. Nha, thời buổi giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhánh không? Chưa nữa.
Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bộ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bộ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ ông có bộ nhí. Ông là người thứ 12 đó. Tại sao có bộ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ông nhìn ông cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ông hết đạn rồi không có sai được gì ông. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn mấy chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng... Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Sao? Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trường xuống cái giường. Cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết. Trời thấy ơi. Không? Trời ơi. Thấy cái thế ổng chống, ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạc là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết chị nhé, ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ổng đi phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Mày hiểu chưa? Là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre của tàn mạc là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống với nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đứng gần tôi, bà đứng gần tôi lấy cái khùng cái người tôi nè bà nói. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên, không có thằng nào rình. Sùng má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng, nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Sao? Kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra. Tôi băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não. Thấy không? Phải xài bằng cái này. Chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà. Đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay. Có loại chị cắt bằng kéo. Có loại chị phải bỏ vô má chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Không? Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nào? Cái bà nói là bà... Không có. Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải, bị bả không rồi. À? Không nói phải. Thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm. Bực. Trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới rau bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không, phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha, rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc chắc chắn
có, chắc không có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi. Còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối, con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ ba vô cạp chuối thôi. Trời ơi. Chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xin sáo luôn. Bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả, bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Tôi đang bán xương sáo, đang ngon vậy, tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện thì bà hãy bùng phát lên. Ê bà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi, mà tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được không? Rào. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. La la la. Ông làm gì vậy? Hít gió. Hít gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, hít gió không ra hơi mà cứ phụt. Mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi! Bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Trời đất ơi! Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi! Toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân, bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi! Đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi. Mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi. Ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy, ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá, tôi nổi da gà luôn. Bởi sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết?
Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bà ăn mặc gì kỳ kè tôi? Như cái hộp chị màu vậy bà nội? Kè tôi! Kết thúc! Cuộc tình mình là chấm dứt! Cuộc tình mình là pháo phè! Với bao tháng năm dần trôi! Trời đất ơi! Bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi! Bà chơi bị cái sóng thần vô mặt mình luôn à! Nè! Ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha! Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái! Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm cái gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh, còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường rồi chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy? Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Tự nhiên biết bữa nay bả làm sao á. Về đứng cằn nhằn, cằn nhằn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt, nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn nó giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịch mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở trường mà đeo jean nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà. Sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Hiểu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ, cũng mà đặt nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì, nói tôi biết. Tôi biết, nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ ở đây. Anh từ cái xạo, ha. Anh thứ sáu, ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có gây ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. À, tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. À. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. À. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không. À. Không có được. Nói rồi hỏi cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không, không. Phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì?
Nói gì mà nhảy nhảy. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải vận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước kia hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sắp gì vậy? Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn à. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? À, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng hoài. Không quá nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Đúng rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Tập phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên này nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Ông đừng có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, thiền. Ông đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bảy tập ba không à. Tôi đang muốn đổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Ông có gì? Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá. Bận áo ngực chi vậy? Lòi ra lưng ghê quá. Bận là cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con bận ngực cái gì? Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh. Nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà. Mình xử sự trong ôn hòa. Đó. Dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ anh là anh, tôi là vợ anh, nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Khốn nạn à! Ai à? Ai à? Giấm phụ, giấm phụ. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, yes, oh yeah. Trời yes, ơi, yeah. Cái này nè, thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để tao không vậy? Bà có hiểu mày, mày lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ tao lại lấy. Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi, ông Bảy ơi nè. Ông Bảy ơi nè. Mày đứng nào? Đứng lại. Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhịp tao bảy nhịp. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng mà đâu đó là chưa tiên chúng mà đâu. Trời ơi. Trời sao tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông mà lại đâu nào ông lấy vợ người ta. Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lửa đó. Hả? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lọt chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung. À, mọi chết. Quỷ ra mà. Đi ra khỏi nhà bà tôi. Đi ra khỏi nhà. Đi ngay. Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi nè. Tôi mà không đủ nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ.
Bà làm quá mà ai dám lấy bà? Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè, tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà à, mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc người ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá tôi sẽ biết liệu bao nhiêu năm mình đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng. Nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè, tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi hả? Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi cái mặt. Hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha gà giống mẹ đó. Nhìn mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục mới vô đội đá banh luôn, đâu có được. Ông có 8 đứa, giờ thêm hai thằng trai đó nữa. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi, quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi, giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi, trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ à. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này, thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ giờ sao giờ? Thì đó, bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang, niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác người ta được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói vậy giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi, đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cháy nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời, trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đó tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai. Nên, ông sai. Đến giờ vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn như vậy. Bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Ông đúng, tôi phải ly dị chứ bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhà vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng lại để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói ông sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàn. Hả? Ừ. Ai? Gì? Ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàn? Ai nói? Anh Bảy. Bảy hả? Rồi còn cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Quét lá. Chơi hai đứa lại. Đuổi đây. Chị Tám. Trước cái giò gì? Đuổi đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chuyện tôi là một người đàn ông lăng nhăng. Hả? Tu. Cái gì? Ăn chay, tụng kinh.
tin không à? Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có, tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói. Tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàng vậy? Hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá. Tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, em có gì đâu. Móc. Cái này em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo, ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa, trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao, tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả, gì, 6 hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn 6. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà 6 nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha, rát về cái này thông ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm nó nhiều nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận đó, thọt vô thọt ra gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha, xin lỗi. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói nên lời cái đá hết gì đó chơi. Thôi đi. Nè, không được làm gì nữa ngươi chưa? Dạ. Tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà ha. Tại gì? Nha, đó là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị tám chơi cười, hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình nèm trem. Cái gì vậy? Tôi rẻ rúng vậy hả? Cho trời lộn, trăm năm ông nậu ơi. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. À, đúng không tốt. Chị? Ủa? Hả? Ôi. Cái chứ tôi bỏ vậy chưa có để vậy có bỏ thôi cái à giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không đến hai ca lần siro uống mà đó mà cho nó vững càng ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Trời ơi, anh sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Cái gì? Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Ơi, ta nói bởi vậy nè, bởi tháng đời nhiều chuyện xàm xí. Nhạc đi. Gươm khổ Tết nhất đến nơi ế chảy ế thiêu chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào. Toàn uống nước lã cầm hơi. Gươm. Cứ hề ai khổ thì mới xem bói chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem. Ai đấy? Chắc có mối rồi. Alo. Mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con chào á, hai vợ chồng mày là chào Đại đấy. Gặp ai chả biết ai cứ chào Đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ.
Mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 5-3 là lỗi do mày nhá. Không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trả xem tình duyên ra đạo toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng ra xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ê. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha. Con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm. Ông cống con cũng lôi ra nữa. Con tìm mà không có... Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như giãn ấy? Mày bảo tao ở trong ông cống, không đồ tao chui đi đâu. Thế xin lỗi nhá. Đây là cô hay bà để cho tao biết tao còn xưng hô. Chưa có chồng. Coi mấy năm nay cũng không có chồng. Gọi bằng cô đi. Bực ra. Chưa có chồng thì gọi bằng cô à? Đúng rồi, con hỏi thầy nè. Thầy coi con có chồng. Con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Đó, tự nhiên bây giờ giải thích đi. Tại sao không chồng mà có con? Nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏ mày hỏi tao à? Thế mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trâu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha. Con muốn nói dở người dở hơi. Con là đàng hoàng nghe. Tôi giải không... thích đi. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng. Rồi bây giờ tôi chưa có. Mà có một đứa con là làm sao? Không phải là một đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn là mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết. Nên bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ thôi. Bây giờ đến đây làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế mình... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Thế bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Hình như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, râu hùm hàm én mày ngài, dai năm tấc rộng thân 10 thước cao. Con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia. Con có râu quay nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con đấy. Gì kỳ vậy? Cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao hả? Ông nào to cao là con nói con tới con cưới. Con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy. Cũng là cái câu nói của thầy. Thầy nói là coi sai á. Là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay. Con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng đấy nó chửi mày điên ấy. Là đúng rồi, lấy tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy. Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó, đó mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không? Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết này, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá.
ông rời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được, cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con á, là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Rồi có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Đó, cô hỏi nha. Cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hay hỏi là ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo tôi? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu? Thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á. Ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng. Người ta nói con vậy, nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đấy, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Đấy, Lượng là ở trong miền Nam người ta gọi là Lượng, ở miền Bắc gọi là Lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký. Đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi. Tôi đó. Biết rồi. Thấy không? Này, tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi, nhất thanh nhị tướng. Đấy, như là đây này, vừa rồi đây. Tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu. Nhưng mà nghe giọng nhéo nhéo của ông ấy, tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống. Thế là đúng ngay, không sai. Thầy hay quá. Đoán vậy mà cho tới giờ này, vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu. Mà con nói thầy, con giải thích, thầy giải thích cho con, thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói gì? Đúng rồi. Để chờ tí đi. Để đây này. Để xem bói là phải lấy hẹn, là phải có appointment ông. Trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay. Người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ nào vậy? Để xem chỗ nào trống trống thì nhát cô vào này. Đây, 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 có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rồi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng rộng luôn, bị đặt nói coi bối rồi rồi coi dừa. Đây tôi nói chảnh dừa thôi, không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc, khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói vậy. Ê, bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy đem xong rồi cho ta đi ăn chứ ta đói quá rồi. Thôi nói ơi, là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy, không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia cái nó có quán phở kìa, đó thầy ăn đi, thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi nó qua mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì. Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem là... không đúng là tại do cô. Cô không có thành tâm. Với thánh mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được. Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm làm sao. 3 cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50. Thầy nói sao mà con không thành tâm. 3 cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy là 100 đô 3 chỉ. Bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được 1 chỉ vàng mà. Bây giờ mày bỏ gấp đôi. Tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Ông ơi, thôi vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai, thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra, thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy, mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh thì thánh nào mà chứng cho mày ớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giáo bộ con bỏ tiền ra, rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à? Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Đem một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn rồi. Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi.
Không, Thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra tôi hỏi Thánh rồi, Thánh giáng cơ, Thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô, bởi vì biết sao, người mà người ta cúng cô hồn ấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là Thánh ganh tị, cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con quý quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả, con cho giang hồ nó quánh chết cha này luôn. Ây da, con xin lỗi. Con hay cái con này. Con... Mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn. Biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được thì con cho tiền tiếp. Nó xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn. Nó không quay lại, không được đồng nào. Bây giờ lấy trước tác ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời. Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi. Tìm được chồng mà. Bỏ bà đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chén gì đâu trời, cái gì vậy trời, đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều. Chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi. Một là sờ mu, với hai là xem chuyện Kiều thôi. Bây giờ mày không thích xem chuyện Kiều thì tao sờ mu. Mu? Giờ... sờ mu rùa đấy. Sống thì nhờ cái mu rùa với lại cái chuyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào? Muốn sờ mu hay là muốn... Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tiết tí. Chết rồi ai? Alo, lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế à con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À, gặp cái con đang cấy lúa. À, nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À, nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ, thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Bố tiên sư, mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này. Mẹ tiền mày đánh số đề, mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh. Nha, suốt ngày cứ đề đón. Tôi nói đến đâu rồi? Rồi như vậy nè, bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy. Con, thầy coi bói con xong á, con tìm hoài, con thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi, tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên. Chị mới biểu con á là, nếu mà em như vậy á, thì em đi sửa ngực đi. Đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi, là em có chồng liền. Đây, bói Kiều nha. Thì bói Kiều, giờ biết sao? Mày khấn đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó dập thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về Bạc Nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần. Mày nín mẹ mày đi. Cái gì ta kêu con nhã mà. Ta đang kêu bà về Bạc thuyền Bạc Nhã vừa đến nơi mày hắc xì nó lại lui. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn, mày cứ hạch, hạch. Thì tại vì con phải nhập tâm chứ con mới ách.
Tao nhập cái này. Mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi. Để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi vậy, vậy xong rồi, xong chưa? Để tao cắm vào cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa, con nương đệ tử gần xa. Đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi. Thôi mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lạy trời, con lạy Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi. Chứ bây giờ nó già lắm rồi, nó già với trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy để đà làm sao. Thôi. Đó ông, nè à, này này, mày đọc nhầm rồi đấy. Này, ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Tôi có một trời tiếng Hoa con đâu có biết. Đấy. Tiếng Tàu mà làm sao con biết con dịch ra đó. Nha là nhát trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao. Thế bây giờ là ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Đấy, hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Sao cuộc đời con khổ vậy thầy? Đây, còn cái chữ nhát trông nhợt nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhợt nhợt. Nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh. Mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy? Giống như là người chết vậy thầy. Thôi. Không, không, người chết nó trắng xanh. Tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi cái đi. Không, con mới tin là vậy thôi con còn. Thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trong nhợt nhợt màu da là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Đấy là nó ăn, nó rất ăn, rất là tạp. Nhưng mà nó vẫn không hồng hào được, chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường. Thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi vậy con ở vậy cho rồi, chứ con lấy chồng làm gì? Không, không, không. Không bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy, khoan khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Thầy thất tình, lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá. 300 nữa đó thầy, vô trong trả lại con nha. Thì từ từ đấy, mày đã bốc rồi. Nhát trong nhợt nhợt màu da đấy. Ăn gì to lớn đấy đà làm sao đấy. Thầy, thầy. Cái gì? Thầy. Thầy, thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà. Tuần trước là mắt thì sáng, sao bên đây đuôi rồi. Có lẽ dữ vậy. À điều này chắc coi cho ai là trật rồi, chắc thằng đó nó múng con mắt luôn cái gì. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì. Đâu thầy gỡ mắt kiến ra con coi kỹ. Này này, anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này, anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì. Nè, nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa, lượt trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn. Chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì. Anh có nói thiệt không? Đây nè, cái tuần trước á là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi. Rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang, ổng lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần luôn mà. Này này này, con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá. Đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá. Thất đức lắm nhá. Đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc.
Lúc đó đó là con coi bối kiều, con mở ra trúng nhầm hai câu: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một chuyện tình bất ngờ khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi, làm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó, ông Gia Cát Lạng đó, ông coi xe bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện với ông đó, đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh, đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hãy thầy coi con là... nhát trong nhìn nhát trong ra. Nhát trong lần lượt màu da. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi, hình như ổng rồi nè thầy. Đi chán luôn á. À thế à? Ừ. Ừ. Thông minh, cô thông minh đấy. Dạ. Cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào. Anh tới đây em hỏi nè. Gì cô? Anh cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da. Cái mặt của anh nè, giống như là ổng tả là rút cái ống nước gì ra đó. Anh sắp chết đó. Nó tái nè. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thì sao? Bé mày hỏi nó có thiếu máu không. Khoan con chưa. Em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À. Cái này là quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nghe anh. Sao? Anh có bị thiếu máu không? Có. Tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải. Ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Ừ đái tháo đường là đái hết hồn. Có tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là... Anh à. Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình. À. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì thầy? Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Đi chúng mày lấy nhau đi, tao lại chúng mày. Lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết, yêu nhau đi con. À đúng rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi mình lấy nhau đi. Đúng rồi, lấy nhau đi anh. Đi về anh. Đi về liền đi. Dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? Con cảm ơn thầy nha. Không có gì. Con đi. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. À. Trời ơi. Con lạy trời, bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Ê, chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à, nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giật mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy. Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha. Đừng có giả đò nữa. Đó. Con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Không, anh thấy không? Mình á, thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều. Tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi? Có muốn thế đâu anh. Nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh trướng tai gai mắt ấy mà. À vậy hả thầy? Ừ. Thầy con nói nghe nè, thầy trả lại con 300 đi để con đi đánh bài. Thầy mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Ô, tao lấy rồi. Con như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy cho 300 mà mày lấy ra cái thằng mấy chục ký, bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Ừ, nói chị ông đứng đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Ừ. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thánh mơ bái gớm được 300. Vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè,
là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó, anh ngồi đây anh nhắc lại ôn là những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa không bắt rồi, trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé bỏng ơi. Anh ơi giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Thôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận. Ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh nhỉ? Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học chuyện phải từ từ, nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em ấy, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên anh hiểu không? Em điên dần lên xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Ê, xong nó lại nghe nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi. Em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à. Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đây xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ủa biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ủa thế à? Thế không biết thôi. Em cũng đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì, xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai, đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy, là west đây. West đây. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao, sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thấy nó cười rồi đúng. Không, nghe thì rất là buồn cười. À. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay.
Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ? Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Tờ không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia chị ở Mỹ mười mấy năm trời xong rồi về chị em hỏi chị ơi chị làm gì thế? Xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ. Em đừng có nghe mấy người đó nghe không? Vâng. Nè anh nói em nghe bên Mỹ nè. Chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Fun đầy đường ấy. Không phải. Fun đây là funny đó. Fun là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Cho em cứ kìa loang thoáng. Ai biết đâu em thì dân nhà quê nghe fun em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè. Đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy em coi. Đó. Tướng em là dông dỗng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy, váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người để ói ai hốt. Lồi ối. Anh một người chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gấm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gấm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ớt. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống bằng cái gì? Chả còn tí thịt nào phổ tết cái xương cả. Coi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, đây coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi em sợ lắm. Sao vậy? Thôi em thấy cái tai nạn bơm mấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu kilo. Con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kìa, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi. Cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí. Sau này hôm nào nó vỗ cho em đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này. Anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh. Anh phải cho em học cái nghề gì đấy. Để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện đó anh lo, nghe không? Anh làm á, không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời ơi, không phải liệt, ý nói là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nghề đầm luôn. Được không? Ôi chết. Từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi về. Anh,
đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại hết rồi. Nó kịp nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Tôi đã lầm đưa em sang đây. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ. Có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đó. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Lắm. Khổ sao không lê tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm biết sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm? Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đây. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Sao hả? Vậy? Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa, kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ơi. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà gì?
Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy, bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn, mà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, 3 ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn, tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây này, ông nhìn đi, ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi này. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn cái bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy phoi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo, ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh, ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé đi. Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lú hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lú. Thôi được rồi, Jennifer Lú. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bữa nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ ăn chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh rất tối bụng quá. Đối bụng à? Ừ. Ôi thế được rồi. Ừ. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Ừ. Được rồi, vào trong đấy em làm cước anh ăn. Ê! Cái gì? Em cúc cho cúc, anh ăn. Có chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó. Năm trước rồi em ơi. Vâng.